Tích sách luận giải của Thánh Maximo Tuyên Giáo, Viện Phụ, gửi ông Thalassio. Ánh sáng chiếu soi mọi người. Đèn đặt ở trên đế là ánh sáng của Chúa Cha. Ánh sáng thật chiếu soi mọi người đến trong thế gian. Đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đứng đã nhận lấy xác phàm của chúng ta và trở thành một người trong chúng ta. Từ đó, người trở nên thần đèn và cũng được người ta gọi là đèn. Nói cách khác, theo bản tính người là sự khôn ngoan và là lời của Chúa Cha. Trong hội thánh của Thiên Chúa, người được các tín hữu đạo đức rao giảng. Giữa muôn dân, người được đề cao và rạng người vinh hiển qua đời sống của các tín hữu thực hành các nhân đức và tuân giữ những điều răn. Người chiếu soi mọi người ở trong nhà, nghĩa là trong thế gian này. Như chính người là Thiên Chúa và là lời nói ở đâu đó. Chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Rõ ràng người tự gọi mình là đèn, vì đứng theo bản tính của Thiên Chúa thì nay trở nên người phàm theo nhiệm cục cứu độ. Tôi thiết tưởng Đại vương David hiểu ra điều đó, đã gọi Chúa là đèn khi nói: lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Quả thật, vì đó là đấng cứu thế và Thiên Chúa của tôi, người đã phá tan bóng tối của u mê và nết xấu. Chính vì thế, Kinh Thánh đã được gọi người là đèn. Chắc hẳn một khi tấm màn của u mê bị phá tan và bóng tối của gian ác cũng như nết xấu bị đẩy lùi, vị này như ngọn đèn đã trở nên con đường cứu độ cho hết thảy mọi người. Vị ấy dùng sức mạnh và sự thông hiểu mà dẫn đến cùng Chúa Cha những ai muốn đến với mình, như đến với con đường công chính nhờ tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Vì đó gọi hội thánh là giá đèn. Trong hội thánh, khi lời Thiên Chúa được rao giảng, người dùng ánh sáng rạng người của chân lý mà chiếu soi tất cả những ai ở trong thế gian như trong một ngôi nhà, và làm cho tâm trí họ tràn đầy sự hiểu biết Thiên Chúa. Lời Chúa không bao giờ chịu để cho người ta lấy thùng úp lại, nhưng đòi phải được đặt lên đỉnh cao, tức là trên hội thánh xinh đẹp tuyệt vời. Thật vậy, bao lâu lời Chúa còn bị chữ viết của lề luật giam hãm như bị cái thùng úp lại, thì lời ấy không làm cho mọi người hưởng được ánh sáng vĩnh hằng. Lời ấy cũng không đem lại ơn chiêm niệm thiêng liêng cho những người đang cố gắng từ bỏ nhục cảm, thường hay dụ dỗ, đưa tới sai lầm và có sức làm cho người ta chỉ nhận thức được sự sụp đổ và sự chết của các vật thể tương tự. Nhưng lời Chúa phải được đặt trên giá, tức là hội thánh, nơi cử hành việc thờ phượng xứng hợp trong thần khí để chiếu soi mọi người. Quả vậy, nếu chữ viết không được hiểu theo nghĩa tinh thần, thì trong cách diễn tả nó chỉ có nghĩa giới hạn, và những điều được viết ra không có sức đi vào tâm hồn. Vậy ngọn đèn, tức là lý trí, làm cho tri thức rực sáng. Chúng ta thắp lên nhờ chiêm niệm và hành động, thì đừng lấy thùng mà úp lại. Cũng đừng để cho mình bị buộc tội giam hãm sức mạnh vô song của đức khôn ngoan và chữ viết. Nhưng hãy đặt đèn trên giá là hội thánh, để trên đỉnh cao của chiêm niệm đích thực, hội thánh chiếu rải ánh sáng đạo lý của Thiên Chúa cho mọi người.